Xin chào bà con. Thì cái vấn đề hôm nay á, thì mình nói bà con về cái bà con gần đây là nhận biết được cái bố chúng ta khi nào là thu hoạch và khi nào là biết nó già mà để thu hoạch. Thì cái vấn đề này thực sự rất nhiều bà con chúng ta rất là thắc mắc, không thể nào nhận biết được nó già hay chưa già. Thì nếu mà nhìn ngoài như ở trên đám bơ mình quay bà xem á, thì nhiều bà con chúng ta cứ thấy nó to, da nó sần sùi xấu á, thì bà con ta tiến hành hái thu hoạch. Thì trong giai đoạn gần đây thì hầu như rất nhiều bà con chúng ta thu hoạch rất là sớm. Thì trên tay mình sẽ cầm trong một đống bơ này, mình sẽ cầm ra mẫu những trái bơ cho bà con xem. Mình cắt ra bà con xem những trái bơ da nó sần sùi như thế này á, chưa chắc nó đã già. Như trái bơ này mình cắt cho bà con xem nha. Bà con nghĩ cái này đúng già đúng không? Mình chắc chắn sẽ không có già, mình sẽ cắt ra kiểm tra cho bà con xem. Vì đây là một đống bơ bút, trái rất là to, nhưng nhiều nông dân cứ nghĩ trái bơ chúng ta nó sần sùi, nó xấu là nó già. Nhưng để nhận biết được cái bơ già hay không già thì mình sẽ cắt cho bà con xem. Cái thứ nhất là mình sẽ kiểm tra đơn giản nhất là kiểm tra lụa bơ. Đây, khi mà cắt ra bà con thấy đúng không? Cơm rất là vàng, rất là vàng. Cái bơ bút hầu như là nó rất là vàng. Nhưng mà bà con phải nhìn cái lớp lụa này. Bà con kiểm tra cái lớp lụa cho mình nha. Cái lớp lụa này á, nếu mà nó còn trắng, còn nâu như thế này á, là mình chắc chắn các bạn là chưa già, chưa đủ độ tuổi để già. Thì đây là cách thứ nhất mà mình nói cho các bạn và con xem và kiểm tra cách mà cái bơ bút nó già. Mình sẽ cắt mẫu cho bà con xem ba cái bơ để bà con đánh giá một cái bơ già và chưa già như thế nào. Đây là cái bơ nó bề mặt nó bị sần sùi nha. Mình sẽ khư cái lớp lụa ra khoảng các bạn xem á. Đây, cơm thì vàng rồi mình không nói rồi. Về bơ bút thì trái này cũng vàng như cái lụa, bà con thấy không? Màu đây màu nâu. Nên khi bà con thu hoạch cái bơ này á, bà con để thời gian nói chung là 5 đến 10 ngày nó chín á, bà con ăn rất là dở. Cái dở ở đây á là chưa đủ tuổi và chưa già nên bà con ăn nó sẽ bị bở, nó không có vị béo, vị keo của cái bơ bút. Đó là cái bơ thứ nhất bà con xem đúng không? Nên cắt hết đó. Mặc dù nhiều bà con chúng ta hay ra ngoài vườn kêu ủ cái bơ này nó sần sùi nổ, nó già nổ rồi. Nhưng mà đâu chưa đúng tuổi mà. Khi bà con cắt như thế này thì thật chắc nó đâu có già đâu. Bà con nhìn cái vỏ thì thấy già nhưng trong ruột chưa già. Bà con thu hoạch sớm thì cái bơ chúng ta nó sẽ dở, chất lượng nó sẽ không có ngon. Mình sẽ nói hết mẫu cho các bạn là những cái vấn đề quan trọng và thắc yếu nhất về cái bơ bút khi nó già. Và những cái đặc điểm mà để bà con ta nhận biết nhanh nhất và đơn giản nhất á, thì mình sẽ nói ở sau. Còn cái phần chính của clip này như ở trên đống bơ bút này á, mình sẽ lựa cho bà con những cái bơ mà nó sần sùi, nó xấu để kiểm tra, để biết nó già hay chưa. Đó là một cái bơ đó, mình cắt các bạn xem á. Thì tiếp tục mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem về cái bơ thứ hai. Cái bơ thứ nhất mình tạm thời cứ để đây nha. Như mà con thấy lụa và hạt nói chung rất là trắng, còn non, cơm rất vàng. Cái việc cơm vàng thì mình không nói rồi. Cơm vàng thì bơ bút chúng ta cứ từ 5 tuổi, 6 tuổi cho lên bắt đầu vàng, vàng. Mình sẽ quay tiếp cho các bạn kiểm tra nha. Đây, cái bơ thứ hai đây, mình cũng cắt cho các bạn xem về cái bơ thứ hai đây. Nói chung nhìn da nó cũng sần sùi đó, nó nổ rồi đó, nổ nâu 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 á. Thì nhột số bà con chúng ta cứ nhìn, cứ ngỡ cái bơ chúng ta nó nổ hạt nâu 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 là già rồi. Mình dám chắc cái bạn và con là cái bơ đó chưa có già. Cái đặc điểm mà để nhận biết cái bơ nó già là cái bơ của chúng ta phải căng cái da hơn. Nó căng lên, nó không có vết nhăn, vết sần nữa, nó mới già. Đó là trường hợp là những cái bơ bị chết hút nha. Những cái bơ chết hút nó khác, còn những cái bơ không chết hút nó sẽ khác. Mình sẽ cắt tiếp cho các bạn xem cái bơ thứ hai. Bề mặt ở ngoài thì hầu như trái bơ nào cũng giống nhau. Mình sẽ cắt những trái bơ mà có bề mặt là nổ và hơi sần, nói chung là hơi vàng, hơi nâu á, kiểu mà dạng như nấm rồi đó. Nó bám lên trên trái bơ chúng ta thì con nhìn đơn giản là tưởng nó già. Nhưng cái cách này thì mình sẽ hướng dẫn. Nói chung cách này mà cắt như thế này thì rất là phí. Nhưng mình chỉ cắt mẫu để con nhận biết cái đặc điểm bên trong nó già thôi. Chứ còn cái cách đơn giản rồi mình sẽ hướng dẫn cho con nhìn theo mà năm tuổi á, tháng tuổi á. Đây, cái bơ thứ hai con nhìn không? Ở ngoài nhìn cũng tưởng là già, trái rất là to. Tí nữa mình sẽ cân cho các bạn xem cái bơ này rất là nặng. Nhưng bây giờ mình sẽ kiểm tra tiếp lại lớp lụa cái bơ thứ hai này. Chứ bà con xem thấy không? Trái bơ thứ hai này cơm nó sẽ không được vàng như cái bơ thứ nhất, nhưng lụa vẫn trắng. Lụa trắng như này chắc chắn mình đảm bảo một điều là bơ này còn non nha. Cái này là cái việc, cái cách nhận biết mà đơn giản nhất mà con nhìn đã biết nó già hay là chưa già, để tránh tình trạng mà con chúng ta thu hoạch sớm rồi ăn nó không ngon. Thì cái này nó cũng rất là khó nói cho bà con.
Một số bà con chúng ta giờ nếu không thu hoạch sớm thì để ngoài vườn nếu mà không có công cán giữ thì ăn trộm nó hái hết. Bây giờ không hái thì trộm nó hái. Trộm hái thì không có tiền. Thôi mình hái được bao nhiêu đồng thì được, thì tất nhiên mà bà con bán được bao nhiêu thì nó rẻ. Giá thành thứ nhất là bơ non, cái thứ hai nữa trùng với bơ thường nên nó rẻ. Cái đó mình chia sẻ theo quan điểm cá nhân của mình thôi. Chứ còn cái mặc dù đó bà con đưa ra những nhận định nào, nếu bà con cảm thấy không giữ được thì con bán. Bán thì chấp nhận phải giá rẻ, vì giai đoạn này bơ chưa đúng tuổi, chưa già, bà con hái sẽ nó bị non. Ăn không được ngon, không được ngon thì dẫn đến người tiêu dùng họ chê cái bơ này sao nó dở. Cái đó là cái vấn đề mà hầu như bà con ta biết nhưng vẫn phải hái. Bây giờ có dù có 10.000 một ký vẫn có tiền. Một tạ cũng có được 1 triệu, còn hơn là con để trong vườn là trộm hái hết. Cái đó mình nhắc nhở sơ. Rồi tiếp tục đây là cái bơ thứ ba đây. Bà con thấy không? Da nói chung nó cũng sần sùi rồi á. Nhưng mà cái bơ này nó căng hơn. Cái bơ này nó căng hơn á, là chúng ta nhìn thấy nó sẽ khác so với mấy cái bơ mà hồi nãy giờ mình nói các bạn xem á. Mình sẽ quay thêm một cái bơ thứ ba nữa để con đánh giá được từ ba cái bơ này. Mình cắt, mình so sánh. Cái mật độ, thứ nhất là mật độ về cơm. Cơm thì hầu như cái bơ nào cũng giống nhau, con thấy không? Độ dày cơm giống nhau hết. Nhưng mà trong cái ruột, trong cái trái hạt bơ á, thì có cái thì lỗ rất là còn non. Nói chung lỗ là chưa hóa nâu, chưa hóa đen được á. Thì ở đó bơ nó còn non. Thì cái vấn đề hồi nãy mình nói với con á, thì con hái sớm thì giá thành nó rẻ nên nó không được chuộng. Còn con hái mà hái đúng thời vụ, đúng thời điểm mà đúng tuổi của cái bơ á, thì rất là ngon. Đây mình sẽ cắt cái bơ thứ ba. Nói chung da cũng sần sùi nhưng mà nhìn kỹ á, là nó đã căng da hết rồi. Nó không có vết vết nhăn như hai cái bơ kia. Cái bơ này mình chắc chắn với bà con các bạn cái bơ đã già. Mình chưa cắt nhưng mình biết nó đã già rồi. Vì nhìn cái da nó căng khác hẳn với hai cái da cái bơ trước kia. Thì để mình cắt ra mình kiểm tra cái lụa và cái cơm mà con xem mà khác hẳn luôn. Nói chung cái này mình cắt nó không đều trước. Nên các bạn thông cảm mình nha. Hay quay mình cắt nó không đều. Còn để khi mình banh ra chân cơm chắc chắn sẽ vàng hơn hai cái bơ trước mình đã cắt cho bạn xem. Còn thấy không? Cơm rất là vàng. Lớp lụa cũng đã chuyển sang màu đen rồi. Các bạn nhìn thấy không? Cơm rất là vàng. Vàng hẳn luôn. Tí nữa mình sẽ quay các bạn xem về ba trái bơ này. Nói chung lụa cũng đen luôn á. Mình sẽ khư cái lụa các bạn xem nha. Và so sánh. Vì cái này cắt ra thì mình sẽ dám chắc chắn được một điều, cái bơ nào non, cái bơ nào già. Còn khi mà khi bà con thu hoạch á, ở ngoài vườn á, thì chắc chắn sẽ khó nhận biết. Nhưng mà con mình sẽ sau này mình sẽ hướng dẫn bà con nhìn ngoài vườn cái bơ nào già, cái bơ nào chưa già. Đó các bạn xem không, lụa lụa cái bơ vừa cắt ra thấy không, đen rất là đen, đen hẳn luôn không, cơm rất là vàng đó. So sánh giữa cái lụa này với cái lụa hai cái bơ cắt trước á, thì đâu có vàng bằng đâu. Các bạn thấy không? Vì cái này thật sự là mình chỉ chia sẻ cái quan điểm của mình thôi. Chứ còn cái việc mà cái bơ nào cũng cắt như vậy thì chắc chắn chắc không có ai làm thôi. Lâu lâu mình cắt thử để con nhận biết. Nhưng thật chắc sau này mà con tính độ tuổi thôi. Cái bơ này nó già tầm khoảng cỡ 7 đến 8 tháng. Từ lúc mà đậu trái, hạt đậu xanh cho tới lúc thu hoạch là 7 đến 8 tháng nha. Cứ là con tính từ 7 đến 8 tháng là con thu hoạch. Mình tính sơ mà con là từ tháng 2. Tháng 2 là cái bơ chúng ta nó xả nhị hình thành trái hạt đậu xanh. Thì còn 7 tháng thì tới tháng 9, 8 tháng tới tháng 10. Thì dao động từ tháng 9 đến tháng 10 là con tiến hành thu hoạch cho mình là vừa rồi. Có thể là sớm hơn, có những cái bơ đậu trước thì bà con có thể tỉ dần tớt. Chứ bà con bây giờ hái, bây giờ mới có tháng 7 âm lịch nè. Mới có 5 tháng mà con đi hái. Thật sự bơ sẽ không có già đâu. Nếu mà già, già những lứa bông trước, những lứa bông của sớm vụ khoảng 2-3 tháng trước thì được. Cái đó mình công nhận. Còn bây giờ bà con hái á, chắc chắn sẽ không có già. Cái này mình chia sẻ quan điểm của mình thôi. Thì tất nhiên mỗi bà con, mỗi nông dân sẽ có những cái quan niệm và những cái cách mà nhận biết về những cái bơ nó già, chăm sóc nó sẽ khác nhau. Cái này mình chia sẻ thực tế cho bà con xem. Thì nếu như cái đống bơ mình quay các bạn xem như thế này á, thì thật sự là rất là chi tiết và tỉ mỉ. Vì trong một đống bơ như thế này mà đã cắt ra mà so sánh từng trái bơ, từng quả bơ này á, thì ít có ai làm như vậy đó. Nhưng này mình hướng dẫn để cho các bạn khi mà mua một cái bơ hay là muốn thu hoạch một cái bơ của nông dân Đắk Lắk hoặc là những nông dân khác á, con nhìn vào đặc điểm của nó và con có thể đánh giá được. Chung cái này thật sự những nông dân hoặc những người buôn hoặc thương lái thì họ sẽ dễ nhận biết hơn so với nông dân thường của chúng ta.
Đây, mình sẽ up hết cho các bạn xem những cái bờ mình cắt. Về mình sẽ quay từ từ về đầu cuốn nè, về hình dạng và màu sắc của cái da bơ nè. Đó, con xem mà con thấy được những cái điểm khác nhau. Để sau này con chúng ta thu hoạch đồ nó sẽ không bị sai, nói chung là không bị non á. Khi mà hái xuống ăn thì nó hơi dở hay sao, bà con có thể biết được lý do tại sao cái bơ chúng ta nó dở. Mặc dù bơ bút có thương hiệu rất là ngon, dẻo. Thì nếu so sánh thì quan điểm của mình nha, theo quan điểm của mình thì bút vẫn ngon hơn 0.4. Còn mỗi người có mỗi sở thích và mỗi quan điểm khác nhau, nên cái đó là mỗi và mỗi người. Đây, bà con nhìn vào những cái đầu cuốn này không? Nói chung tỷ lệ cái đầu găng của cái cuốn này nó còn găng á. Bà con xem nè, hai cái bơ đầu găng rất là còn nè. Nó hai cái bơ đầu găng rất là còn, mình quay bất kỳ cho con xem á. Nhưng sang cái bơ thứ ba, bà con nhìn cái đầu găng của cái cuốn bơ sẽ không có. Nó bị phai hơn, nói chung nó bóng hơn, nó căng hơn. Nó căng cái bề mặt hơn. Nó không có vết găng nữa. Thì cái này thật sự ra thì mình thì hay nhận biết bơ thì mình chia sẻ. Còn sơ sơ nếu như bà con nhìn thì bà con kêu ủa cái nào cũng có găng hết, cái nào cũng thấy găng hết thì chắc chắn nó còn non hết. Nên cái tốt nhất là mình nói với bà con là bà con đếm tháng đếm tuổi bà con thu hoạch là chắc nhất. Còn cái việc mà cắt như thế này thì cái đó mình chia sẻ cho những bà con nông dân chúng ta mà không biết nhận biết như cách nào nữa. Còn đây qua ba quả bơ đó, mình sẽ up hết ba cái lớp lụa lên cho các bạn xem luôn á, rất là chi tiết. Còn ở đây tại nhà, tại khu vực mà bà con nông dân thu bơ, nên mình kiểm tra tại vựa. Một số bà con nông dân cứ một mực là bảo già rồi. Nên giờ mình cắt luôn coi thử già hay không. Nên mình chia sẻ với bà con luôn về cái vấn đề bơ bút này. Bà con cứ đợi đây, tiếp tới mình sẽ quay thực tế trên cây, để ra một cây mình cắt luôn cây luôn cho các bạn xem luôn. Lúc đó nó mới cái độ quan sát của bà con sẽ rõ ràng hơn. Còn cái này thì mình bắt cái lụa ra con xem á, ba cái bơ bóc ba cái lụa ra con so sánh thì nhận biết được cái nào già, cái nào non hơn. Chứ nguyên một đống bơ thì bây giờ trái bơ bút á nhìn rất là đẹp, rất là tròn, rất là thích. Nếu những cái bơ chúng ta chăm sóc côn trùng chích thúc á không bị chích á thì trái rất là bóng. Còn những trái bơ mà bị chích thúc thì thật sự á, thì nó bị sần sùi, nổ hết đi, thì dẫn đến tình trạng con phải hái sớm. Nó để muộn thì mưa xuống ẩm độ cao, nấm vi khuẩn nó phát triển ở trong trái bơ sẽ nứt ra hết. Thì đó là những cái quan điểm mình chia sẻ các bạn xem hết rồi đó. Còn đây là đống bơ bút đó, mà còn thấy không? Trái nào cũng tròn đều hết, nhưng mà nguyên đống này mình dám khẳng định bà con là còn non, rất là non. Nếu mà muốn thu hoạch tốt thì khoảng tầm đầu tháng 9 bà con hái là ăn rất là ngon. Còn bây giờ nó thật sự bà con để nhà chín ăn rất là dở, ăn như bơ nước vậy. Nhưng mà già đủ tuổi ăn rất là ngon. Đó, con hái con thấy không? Trong vỏ này vết bơ rất là bóng nhưng mà nó còn sần quá, trái bơ nó còn sần quá, da nó còn sần. Da còn sần như thế này thì thật sự nó còn non. Thì thật sự mình chia sẻ clip này đó là quan điểm cá nhân của mình thôi. Còn mỗi con nông dân thì mình nhắc lại thì có cách, những cách nhận biết khác nhau. Nếu như cái clip này mình nhận biết thì nó đúng thì bà con cứ đăng ký kênh và chia sẻ những cái video tiếp theo về vấn đề bơ bút cho mình. Vì cái bơ này thì thật sự bà con nông dân ở năm tỉnh Tây Nguyên chúng ta rất là thích, và hầu như ở tỉnh nào cũng rất là thích á. Đó, mình quay lại với những cái bơ mình cắt nha. Nhìn lại những cái lụa này, ba cái lụa lớp lụa khác nhau hẳn luôn á. Cơm thì vàng chuyển màu từng cái, từ vàng nhạt tới vàng đậm mà tới vàng rất đậm luôn. Thì vàng rất đậm thì nói chung là bơ đã già rồi. Còn vàng nhạt thì bơ chưa già, vàng nhạt nữa thì bơ nó còn rất là non, yếu. 4-5 tuổi, 5-6 tuổi à. Nói chung những giai đoạn đó thì mình nhắc lại những bà con chúng ta cần tiền thì hái thôi. Hoặc những bà con vùng sâu vùng xa mà con không có giữ được, bảo quản được thì sợ trộm. Thì cái vấn đề mất cấp hay là trộm trái cây chúng ta thì cái đó thì không biết được. Họ hái mất thì không có tiền, không có thu nhập nữa thì thôi hái sớm rồi. Nên dẫn đến tình trạng bơ chúng ta đã dở và giá nó kéo xuống ra rẻ, vì nó trùng với bơ thường. Đó là quan điểm nhắc lại các bạn xem. Còn đây mình quay lại các bạn xem, 6 trái bơ như thế này á, là con nhìn hạt nó không khác hẳn đúng không? Hạt cơm khác hẳn luôn. Nó già, mình nhắc lại là khi nó già con lắc cái bơ nó cũng nghe rỗng. Già là ruột rỗng là con lắc cái bơ nó cũng kêu. Cái đó cũng cách nhận biết nữa. Nhưng mà cái đó khi bà con ra mà làm xiên ngồi lắc từng cái đó. Cái đó mình chia sẻ sơ vấn đề đó thôi. Còn nãy giờ mình thật sự là cũng trao đổi hết cái những cái quan điểm của mình biết cho bà con nông dân ta xem.
Thì để tí nữa mình sẽ lấy cái cân, mình cân cho các bạn xem về ba trái bơ này khoảng bao nhiêu ký. Nếu như mình đoán thì ba trái bơ này tầm khoảng là 1,1 đến 1,2 ký, có thể là 1,5 ký luôn á, vì rất là nặng. Cái bơ này ruột rất là đặc, ruột đặc cơm dày rất là ngon. Đó, như mình sẽ lấy cái cân ra cho các bạn xem nha. Mình sẽ cân thử những trái bơ như thế này. Một trái dao động chắc cũng tầm nửa ký, là bơ bút 7 á, nửa ký trở lên, hay gọi 5 lạng trở lên đó. Như trái này thì cũng được 6 lạng nè. À, thấy không? 6 lạng. Đó là mình cân về không nha, mình không có dặn trước cho bạn con xem á, đó mình cân thực tế luôn. Không này, thả xuống nè. 6 lạng đó, một cái bơ này 6 lạng mà hai trái bơ là 1 ký, 1 ký mà giờ mình tính giá thấp nhất từ 10.000 trở lên. Thì hai trái bơ và con có 10.000. Thì thật sự là trồng cây bơ thị trường ở Việt Nam chúng ta tiêu thụ rất là mạnh ở trong nước á, chưa nói là ngoài nước. Nên cây bơ là cây thật sự là nhu cầu bà con ta rất là mạnh. Chung là kể cả vùng Tây Nguyên hay là Lâm Đồng, Gia Lai, Bình Phước, hầu như ở vùng nào cũng thế. Nhưng mà con rất thích cây bơ bút và bơ thường, nói chung là tất cả giống bơ. Vì cái này tiêu thụ rất là mạnh và con rất thích là ăn. Đó là vấn đề cây bơ bút này, mình chia sẻ con về cách nhận biết mà bơ bút chúng ta nó già hay là còn non. Ba cái mình cần các bạn xem thấy không? Ba trái là 1,5 ký luôn, 1,6 ký. Ba trái 1,6 ký đó. Dùng mặc dù bơ rất là to nhưng mà còn non. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi. Mình sắp tới mình sẽ chia sẻ cái bơ nhận biết già hay còn non ở ngoài cây luôn đi. Còn cái này là bà con thu hoạch về nên mình sẽ quay kiểm tra các bạn xem. Để tránh tình trạng bà con ta hái sớm quá rất là uổng và giá nó rẻ. Xin cảm ơn bà con ạ.